Chào mừng các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc các bạn đón một ngày mới nhiều sức khỏe, tràn ngập niềm vui và tài lộc. Các bạn thân mến, tuần 3 tháng 1 âm lịch, từ 16 đến 22 tháng 1, năm con giáp dưới đây sẽ trải qua một tuần với nhiều biến cố, có khi còn lâm vào cảnh bế tắc, không lối thoát. Mọi phương diện từ sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe đều sa sút nghiêm trọng. Các bạn hãy cùng theo dõi xem mình có thuộc năm con giáp xui xẻo đó không, từ đó chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch, công việc phù hợp, tăng tỷ lệ thành công nhiều hơn cũng như tránh được những rủi ro không đáng. Tuổi Sửu, tử vi tuần này cho rằng bản mệnh thường trở nên khá nóng nảy, cảm xúc lên xuống thất thường, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Bạn dễ nổi nóng vì những việc nhỏ nhặt, khiến quyết định đưa ra trở nên vội vàng, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công việc. Có vẻ như bạn vẫn chưa dứt ra khỏi những suy nghĩ ăn chơi, nhàn tản từ tháng đầu xuân trước đó, nên chưa lấy lại được sự tập trung cần thiết trong tuần này. Bạn cần làm việc nghiêm túc hơn để tránh tạo cơ hội cho tiểu nhân, gây chuyện thị phi, ném đá, giấu tay. Việc giao tiếp cũng cần khéo léo hơn để tránh nhiều hiềm khích, gây cản trở con đường tiến thân. Tuần này, tuổi Sửu sẽ gặp một số vấn đề về tài chính. Điềm báo tử vi cho thấy có tiểu nhân quấy phá, không để bạn được yên ổn làm ăn. Do đó tuổi này nên chú ý hơn trong hợp tác, hùn hạp làm ăn nếu không có thể dẫn đến tranh chấp tài chính. Người chịu thiệt thòi và hao tổn tài sản cũng chính là bạn. Tử vi tuần này được cho là gây ra không ít xáo trộn trong mối quan hệ với bạn đời của con giáp này. Đôi bên dễ có những xung đột về lời nói, thậm chí động chạm tay chân khiến mối quan hệ rạn nứt nhanh chóng. Tử vi sức khỏe cho rằng tuần này một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu người tuổi Sửu không cẩn thận. Đây là điềm báo tai nạn bất ngờ, khi làm việc bạn không được làm quá sức, khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ. Hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng, nếu có thể nên để người khác cầm tay lái. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân tị dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mão. Người tuổi này không nên quá tham công tiếc việc mà lao động quá sức. Mục tiêu của bạn càng cao xa thì càng cần phải có thời gian mới thực hiện được. Nếu dồn hết sức mình trong một khoảng thời gian quá dài, bạn dễ rơi vào tình trạng lao lực. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Về phương diện tình cảm của người tuổi Mão trong tuần này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành. Do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương, bạn cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy, cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Mùi. Vận trình sự nghiệp tuần này bạn gặp phải nhiều trở ngại, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng hoặc là dù có tiếp, cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn, nghiêm trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc là bị phạt tiền. Vận tài lộc ở mức trung bình, mặc dù các khoản thu nhập vẫn đều đặn và ổn định, nhưng tình trạng túng thiếu vẫn diễn ra. Con giáp này cần phải hết sức tỉnh táo và cẩn trọng trong mọi việc quản lý tiền bạc, nếu không khi xảy ra tình huống bất ngờ sẽ chẳng có đồng nào trong túi. Ngoài ra, đường tình duyên của tuổi Mùi cũng có dấu hiệu bất ổn, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ có tâm trạng và cảm xúc thay đổi thất thường. Hãy dành thời gian để bản thân bình tâm, suy nghĩ lại mọi thứ, bạn sẽ tìm ra được cách để thoát khỏi tình trạng này. Vận khí nhiều biến động trong tuần này ảnh hưởng phần lớn đến phương diện sức khỏe của người tuổi Mùi. Đây là thời điểm bệnh cũ dễ tái phát, có người có thể phải động chạm dao kéo nhưng không quá nghiêm trọng. Tuổi Mùi nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chia chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Thân.
Xem tử vi tuần này, xui xẻo đeo bám khiến người tuổi Thân bao phen chảy chật, công việc xuất hiện nhiều trục trặc, những sự cố phát sinh bất ngờ khiến bạn không thể có được sự tỉnh táo, sáng suốt khi đưa ra quyết định. Sự nóng vội và chủ quan có thể khiến phá hỏng uy tín cá nhân đã xây dựng bấy lâu. Tài lộc ở thời điểm này có phần sa sút hơn, kinh doanh buôn bán không những không sinh lời mà còn hao hụt đáng kể. Các khoản đầu tư dễ thua lỗ do không theo kịp biến động thị trường. Vì vậy, Thân tốt nhất nên quản lý chặt chẽ túi tiền của mình, tập trung tích lũy là trên hết để đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra. Việc chi tiêu trong thời gian này cũng cần tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá để rồi tiền mất tật mang, ai xứng đáng chi tiền mới cho. Đồng thời tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú nhất thời kẻo hao tổn khoản tiền lớn. Tuần này khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó phải hết sức cẩn thận, kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Sức khỏe của người tuổi Thân có thể không tốt vào tuần này, sự nghiệp bận rộn khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya, hút thuốc và uống rượu. Điều này ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Tuổi Thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Tuổi Tuất. Ngay từ đầu năm, tuổi Tuất đã có điểm báo đụng độ tai họa khi điều tiếng thị phi khắp mọi nơi. Bạn được khuyên phải thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Mức độ tín nhiệm của tuổi này trong tuần cũng không quá cao. Có nhiều vấn đề không xuất phát từ bạn, nhưng khi có trục trặc xảy ra, mọi nghi ngờ gần như đều đổ dồn về phía bạn. Bản thân con giáp cũng có phần đuối lý nên không có cách nào để bảo vệ bản thân và thanh minh rõ ràng. Đặc biệt tuần này là lúc tài khí tiêu tán mạnh nhất, bản mệnh nên lưu ý để tránh mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong chuyện đầu tư, làm ăn. Những người làm công việc cố định cần đề phòng tai họa tiền do nhầm lẫn, tắc trách mà phải đền bù thiệt hại, nhất là những bản mệnh đang làm việc trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, thủ quỹ thì càng nên thận trọng từng chút một, kẻo chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể gây ra hậu quả nặng nề. Không dừng lại ở đó, xui xẻo còn ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện tình cảm của con giáp. Các cặp đôi nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã nhiều vì vấn đề, nhưng có lẽ nguyên nhân chính là do cái tôi cá nhân của cả hai quá lớn, không ai chịu nhường nhịn hay lắng nghe đối phương mà chỉ quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của mình. Điểm sáng duy nhất là tình hình sức khỏe trong tuần khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh phục hồi, cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân, thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng thì không cần lo tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc cho bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý, đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần, sức khỏe. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân dần ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp xui xẻo nhất trong tuần thứ 3 của tháng 1. Quý vị có thuộc một trong những con giáp trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.